Rồi, để gì thôi rửa. Xin mến chào các bạn nha, hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc xin lỗi các bạn, là bán cái đầu máy là dân ma 112, đầu máy phát điện không anh? Rồi. Cái này dân ma 112, đầu máy này lý do là đặt trên cái máy sớ mà nó hơi lướt quá, nó bị nặng đầu. Đó. Anh em nào cần xài thì liên lạc ha. Đó. Này dân ma cái này dân ma này nó để chữ gì đây? 21 ngựa đây hả? Phải không? Nó 121 ngựa. À 121 ngựa đây hả? Ừ. Bên kia ha. À, cái đầu máy đây các bạn, đầu anh đậy cho em coi cái hơi nó còn ngon không? Cái này cấp đó mua bao lâu anh? Mua chạy được hết một vụ rồi. Mua chạy được hết một vụ ha. Rồi đó mua 100 mấy? 110 triệu. Mua 110 triệu các bạn, nhưng mà bây giờ anh kêu giá là 80 triệu là cái thương lượng. Mới chạy có một vụ một. Mới chạy một vụ là kêu giá 80 triệu thương lượng ha. Đầu máy này còn rất là mới luôn, còn rất đẹp. Dân ma 112. Cái này bích tông nó nhiêu ta? 112 gì đó, bích tông 112 gì đó. Vậy ha. Nó 121 nữa. Đây là cái ống ga mà ga hơi nè, nhưng mà anh chạy cỡ đó mà cái ống mà các bạn xem nè, cái ống trong cái ống nè, nó khu gan vậy nè, khu gan cái ống đó. Là nó là cái máy này là cấp anh mua đó, là cái máy phát điện nó chạy chưa được 100 giờ ha. Thì bây giờ anh chạy một vụ rồi, hồi đó mua 110 triệu mà bây giờ chạy một vụ rồi, giờ bán lại là 80 triệu thương lượng đó. Là anh em cần thì alo hết bạn. Đó. Ở đây là mình ở địa chỉ đâu ta? Ở Vĩnh Thanh, Châu Thành, An Giang. À, địa chỉ mình là Vĩnh Thanh, Châu Thành, An Giang hả bạn? Đó. Đầu máy này là đầu máy 4 máy, máy phát điện dân ma 4T112. Đó. Đầu máy rất là đẹp ha. Anh em cần thì alo hả bạn. Máy này thì nói chung là mà nó còn nguyên zin mới toan luôn. Nó lý do là đặt trên còn... Hả? Tất cả đều còn nguyên hết trơn phải không? Zin hết trơn phải không? Mình quay cái lốc này là nó mới đây các bạn, thông số đây. Này như là nó 3.000. Ba cái tua 3.000 á, 3.000 tua. Chứ không phải để chọn cái hàng mấy. Tua 3.000 ha. Đây đây, đây các bạn, thông số đây. Ha, đó. 112, 121 ngựa. Đó, thông số nó là vậy đó bạn. Máy này thì cái lốc này là nước sơn zin luôn phải không? Xe riêng còn bấm hới không? Cái này là còn xanh luôn á. À, cái này ha, cái này còn xanh ha. Cái bô còn xanh. Cái cẩu bô nè, thấy không? Cái bô còn xanh nè. Còn cẩu bô là nó chưa có, chỗ này là còn chưa có xét luôn không? Đó, anh em cần thì alo ha bạn. Cái này mình bán là bơm này của nó luôn đúng không? Nè, bơm riêng của nó luôn phải không? Bơm này nó không có bơm nhưng mà mình đấu cái bơm vô. Ừ. Vậy là bán luôn cái bơm này gì? Bán bơm luôn nguyên bộ vậy cho anh em. Mà cái này là của nó cũng còn zin luôn đúng không? Còn zin đó. Dạ. Mình chỉ là có thêm cái bơm này thôi, còn dạ. Toàn bộ là nó. Cái bơm này thì tất nhiên là mình phải thêm chứ, của nó là làm sao có được. Nó phát điện nó không nó làm nó, sao nó có nó cái này. Phát điện làm sao có cái này. Đó. Ở dưới đáy đây, dưới đáy thì dính sình không à. Làm sao mà ấy được đó, vậy đó.
Nói chung là riêng từng con ốc luôn ha. Rồi anh em cần thì alo hết bạn.